Ngày 28 tháng 11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã hội kiến nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu. Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân thăm chính thức Nhật Bản vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định các chuyến thăm Việt Nam lịch sử của Thượng Hoàng và Thái hậu năm 2017 trên cương vị nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản và chuyến thăm chính thức Việt Nam của nhà vua năm 2009 trên cương vị Hoàng Thái tử, cũng như chuyến thăm vào tháng 9 vừa qua của Hoàng Thái tử Akishino và Công Nương đã góp phần làm sâu sắc sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam mời nhà vua và hoàng hậu sang thăm Việt Nam. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã lần lượt tiếp cựu Thủ tướng, Phó Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do Asotaro, Chủ tịch Đảng Công Minh Yamaguchi Nasuo, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Shikazuo và nhóm các nghị sĩ người bạn Nhật Bản thân thiết với Việt Nam. Buổi sáng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng Thống đốc thành phố Tokyo bà Koike Yuriko đã tới thăm nhà hàng bánh mì Xin Chào do hai cựu lưu học sinh Việt Nam thành lập. Sáng ngày 29 tháng 11, sau 22,5 ngày làm việc, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự phiên họp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Với tỷ lệ tán thành rất cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 7 luật, 8 nghị quyết, thảo luận, cho ý kiến 8 dự án luật khác, thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác và ban hành nghị quyết chung của kỳ họp. Phân tích tình hình thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trong số các nhiệm vụ trọng tâm của năm tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch quốc gia, vùng, ngành, tỉnh gắn với nâng cao năng lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, an sinh xã hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Ngày 29 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử với Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức, Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ Quân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Đạo, Nguyễn Văn Lợi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm, cùng 6 đồng phạm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, rửa tiền. Phiên tòa diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Minh Quân là người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản là nguồn vốn vay ngân hàng và quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Quân chỉ đạo Lợi thành lập 4 công ty tham gia các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh. Các công ty này mua bán lòng vòng để nâng giá và tham gia 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Quân cũng gây sức ép với nhân viên, thành viên tổ chấm thầu ký hợp đồng hồ sơ thầu để 4 công ty do Lợi quản lý trúng thầu với số tiền 345 tỷ đồng. Sau khi trừ giá mua và chi phí, Quân chiếm đoạt gần 104 tỷ đồng. Khi Bệnh viện thành phố Thủ Đức thanh toán tiền cho công ty trúng thầu, Quân chỉ đạo Lợi rút tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng đứng tên Lợi, nhưng do Quân sử dụng và chuyển vào tài khoản của vợ Quân là Diễm, chuyển vào tài khoản các công ty Diễm đứng tên để mua tài sản, tổng số tiền Lợi đưa cho Diễm là gần 68 tỷ đồng. Trong đó, vợ chồng Quân Diễm mua bất động sản gần 52 tỷ đồng. Với gần 36 tỷ đồng lợi chuyển, Quân chi tiêu cá nhân và mua 2 xe ô tô để Quân sử dụng. Kết quả điều tra chưa đủ căn cứ xác định có liên quan đến Diễm.
Hành vi của Diễm phạm tội rửa tiền với vai trò đồng phạm giúp sức, phục tùng theo sự chỉ đạo của Quân. Tại cơ quan điều tra, Diễm có thái độ ăn năn hối cải, gia đình có hai con nhỏ nên đề nghị xem xét khi lượng hình. Ngày 29 tháng 11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tối ngày 28 tháng 11, người đàn ông 30 tuổi có biểu hiện bất thường đi trên mái tôn căn nhà 4 tầng ở hẻm đường Xóm Chiếu, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh thì bị trượt mái tôn rơi xuống khe hở giữa hai căn nhà. Phòng BC07 đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng công an quận 4 tiếp cận hiện trường. Sau nhiều giờ thả dây xuống khe hở kéo nạn nhân lên không thành, lực lượng chức năng buộc phải đập tường một căn nhà. Đến 1 giờ 40 phút ngày 29 tháng 11, bức tường được đập để lộ khoảng trống cho nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, người đàn ông bị mắc kẹt vẫn cố thủ tại chỗ. Sau 20 phút động viên, trấn an và khuyên nhủ nạn nhân chui ra, công an buộc phải dùng sức kéo nạn nhân ra ngoài, mặc cho người này chống cự quyết liệt. Ít phút sau, người đàn ông được giải cứu với một số vết thương do va đập vào khe tường. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hướng dẫn nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế năm 2024. Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo chuyển tiền và nộp hồ sơ mua thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024 trước ngày 25 tháng 12 năm 2023. Trường hợp không kịp do số lượng học sinh sinh viên tham gia lớn, yêu cầu phải chuyển tiền trước ngày 29 tháng 12 và nộp hồ sơ trong tháng 1 năm 2024. Các đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm y tế và tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoàn tất việc đối chiếu, thanh toán tiền mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2023 trước ngày 25 tháng 12 năm 2023. Trường hợp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, đơn vị còn chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì chưa được gia hạn thẻ bảo hiểm y tế.